Cô Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài chữ cờ, âm cờ. Nào, bây giờ cô mời tất cả các bé hãy cùng hướng mắt lên trên màn hình và theo dõi bài học với cô nhé. Chúng ta cùng đọc nào. Cờ, cờ. Đây là âm cờ in hoa. Đây là âm cờ in thường. Chúng ta cùng đọc là cờ. Âm cờ. Sau đây là các ví dụ có chứa âm cờ. Cô có tiếng cò, có âm cờ. Tiếng cá, có âm cờ. Tiếng ca, có âm cờ. Tiếng cô, có âm cờ. Các bé ơi, âm cờ là âm cô có tô màu đỏ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại các tiếng có chứa âm cờ nhé. Cò, ca, cá, cô, bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát cách viết âm cờ nhé. Âm cờ có độ cao 2 ô ly và độ rộng 1 ô ly rưỡi. Chúng ta cùng xem lại nào. Âm cờ. Âm cờ. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!